Kính thưa toàn thể các anh các chị, để chương trình hội nghị được bắt đầu, đề nghị chúng ta ổn định trật tự để hội nghị được bắt đầu. Trước tiên, tôi thay mặt ban tổ chức công bố cái chương trình về hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Một nhỏ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, hai là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, ba nhỏ hội nghị thảo luận, bốn đại diện thường trực Hội đồng Bộ Trưởng Việt Nam phát biểu, năm chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng Hà Nội tiếp thu ý kiến và trả lời những ý kiến kết luận. 6. Công bố các quyết định kiện toàn Hội đồng Bộ Trưởng các cấp. 7. Tặng quà thân nhân liệt sĩ, thương binh tiêu biểu nhân dịp ngày 27/7. Bế mạc hội nghị và kết thúc hội nghị thì xin mời toàn thể anh chị em chúng ta về nhà thờ thôn Viên Đình để dự bữa cơm thân mật với bà con họ Dương xã Đông Hồ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị, căn cứ điều lệ Hội Dương Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng Hội Dương Hà Nội được sự đồng ý của thường trực Hội đồng Hội Dương Việt Nam, hôm nay Hội đồng Hội Dương thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá các hoạt động của dòng tộc trong 6 tháng vừa qua, đề ra các phương hướng giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện bằng được các tôn chỉ mục đích của Hội Dương Việt Nam là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình người Hội Dương, hướng tới xây dựng dòng tộc Hội Dương thành một cộng đồng thịnh vượng hạnh phúc văn minh. Đến dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và xin chào mừng sự hiện diện của các quý vị và khách quý đại biểu xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thao, Phó Bí thư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Lỗ. Ông Trần Đình Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban xã. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về đại diện thôn Viên Đình có bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn Viên Đình, vì là bí thư thôn, và ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng thôn Viên Đình. Xin đại biểu Hội đồng Hội Dương Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hội Dương Việt Nam, trách nhiệm và số bằng. 2. Trung tướng Dương Xuân Vinh, Câu lạc bộ Lão Thành Hội đồng Hội Dương Việt Nam. Về phía Hội đồng Hội Dương thành phố Hà Nội có ông Dương Quang Hạc, Chủ tịch Hội đồng Hội Dương thành phố Hà Nội, và toàn thể các ông là Phó Chủ tịch và các ông bà là Ủy viên Hội đồng Hội Dương thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự có mặt của các phóng viên từ ban thông tin tuyên truyền Hội đồng Hội Dương Việt Nam, Hội đồng Hội Dương thành phố Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con, đến dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức vui mừng được tiếp đón và trân trọng các tập thể cá nhân đã dành tặng những lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính chúc các quý vị đại biểu khách quý sức khỏe hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Và tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương Thành Chính, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh có đến dự hội nghị chúng ta. Và có anh Dương Văn Quyền, cũng là một doanh nghiệp, cũng hôm nay là tài trợ cho nước uống ở hội nghị chúng ta đây, và anh đến dự. Sau đây tôi xin thay mặt ban tổ chức, thay mặt sự trực
Tôi xin đọc cái báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Một lớn đặc điểm tình hình chung, một nhỏ thuận lợi. Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa chính trị kinh tế của cả nước. Hà Nội có bề dày lịch sử hơn 1.000 năm, có nhiều công trình văn hóa, đền thờ các danh nhân. Cùng với sự phát triển của đất nước, thủ đô Hà Nội không ngừng phát triển đổi mới, đời sống của người dân nói chung và của người họ Dương nói riêng không ngừng được cải thiện. Hiện nay, thủ đô Hà Nội có 30 quận huyện, thị xã, trong đó có 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã, với tổng dân số là 8,4 triệu người, đứng thứ nhì sau thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Hội Đồng Hương, các quận huyện đến tháng 6 năm 2023, Hà Nội có hơn 113.000 người họ Dương, chưa tính khoảng 2% con dâu của họ Dương, chiếm khoảng 1,35% tổng dân số Hà Nội. 63 bà mẹ Việt Nam anh hùng, một mẹ còn sống, trong đó có 45 mẹ là dâu họ Dương. 590 liệt sĩ, trong đó có 299 liệt sĩ thời chống Mỹ. Nhiều thành viên họ Dương thành phố Hà Nội có trình độ học vấn cao, tham gia công tác nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước ở các cơ quan trung ương và địa phương. Các thành viên họ Dương thành phố Hà Nội đều là những công dân có lối sống thẳng thắn, kiên định, trung thực, luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của họ Dương Việt Nam, luôn luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhau xây dựng họ Dương thành một dòng tộc ngày càng phát triển, thịnh vượng về mọi mặt. Hai lớn kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, một nhỏ công tác xây dựng dòng tộc 1.1, hoạt động kết nối xây dựng dòng tộc. Hội đồng Hòa Dương thành phố Hà Nội đến ngày 6 tháng 6 2023 đã có 30/30 quận huyện, xã, thị xã đã được thành lập hội đồng Hòa Dương các cấp huyện, đến nay có 18 hội đồng Hòa Dương cấp quận huyện. Và liên quận huyện, trong đó có 10 hội đồng Hòa Dương liên 2 quận huyện, 7 hội đồng Hòa Dương là 1 quận huyện, 1 hội đồng Hòa Dương liên 3 huyện. Thành lập 89 hội đồng Hòa Dương cấp cơ sở đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến nay đã thành lập thêm được 1 hội đồng Hòa Dương cấp cơ sở. Hội đồng Hòa Dương thành phố Hà Nội đã tham dự ngày hội văn hóa mùa xuân Hòa Dương Việt Nam năm 2023 tại Bắc Kinh, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại tiểu ban Liên Tân. Bên cạnh đó, đội tình nguyện viên của các bộ phụ nữ gồm có 180 chị em đã tham gia giám tích kê và đón tiếp bà con về dự ngày hội. Câu lạc bộ thanh niên đã có nhiều hoạt động tham gia và các chương trình hội diễn văn nghệ đã được giải nhất, được Hội đồng Hòa Dương Việt Nam biểu dương và khen thưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Hòa Dương các quận huyện đã tổ chức lễ tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đã ra mắt Hội đồng Hòa Dương xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên. Thường trực hội đồng đã tham gia hội nghị giao ban khu vực triển khai nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng Hòa Dương Việt Nam, kiện toàn Hội đồng Hòa Dương một số quận huyện và tổ chức các sự kiện của dân tộc. Một trăm hai, hướng về cội nguồn chiên tổ tiên, ngày 6 tháng 3 năm 2023, thường trực Hội đồng Hòa Dương thành phố Hà Nội đã dự hương tại lễ hội truyền thống đình làng Xuân Mai, nơi thờ đại tổng binh Nguyên Soái Dương Nhật Điển, một vị tướng tài thời vua Thục Vương đã có công giúp vua đánh giặc giữ nước. Đây là việc làm tri ân những người đã hy sinh anh dũng cho tổ quốc, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc bình an cho dân tộc. Hội đồng Hòa Dương các quận huyện đều tổ chức dâng hương vào các ngày giỗ tổ tại các nhà thờ chi họ, dâng hương tại các đền thờ anh hùng liệt sĩ là người Hòa Dương tại các nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. 1.3, công tác để đơn đáp nghĩa tương thân tương ái. Quý 1 năm 2023, ban tương thân tương ái Hội đồng Hòa Dương các quận huyện đã tổ chức lễ trao 90 suất hỗ trợ quý từ quỹ Dương Huy Đình với tổng số tiền là 192 triệu đồng cho 90 cháu học sinh, sinh viên nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức trao 20 phần quà Tết của Hội đồng Hòa Dương Việt Nam, mỗi suất là 1 triệu đồng cho 20 hộ nghèo, thăm và tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Mót tại quận Long Biên.
ngoài kinh phí từ Hội đồng nhân dân Việt Nam chuyển về nhìn chung Hội đồng nhân dân các quận huyện trực thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với công tác dân 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 ái cụ thể như sau: Ban tư vấn và chăm sóc sức khỏe Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức tư vấn khám và cấp thuốc miễn phí cho 200 bà con tại hai huyện Sóc Sơn, trao quà cho gia đình anh Dương Văn Chiến với số tiền là 31.150.000 đồng trực thuộc Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm, Long Biên, trao quà cho hai cháu nhỏ họ Dương số tiền 119.290.000 đồng trực thuộc Hội đồng nhân dân liên huyện Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng, trao quà cho Trương Thế Đốc số tiền 17.100.000 đồng trực thuộc tại Hội đồng nhân dân huyện Trương Mỹ, Thanh Hoa. Hai nhỏ công tác khuyến học khuyến tài và đồng thọ năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân Việt Nam tặng quà đồng thọ cho 3.017 cụ từ 80 tuổi trở lên với tổng kinh phí là 3.544.000.000 đồng và kinh phí khen thưởng cho 570 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập lao động năm 2022 với tổng kinh phí là 1.201.000 đồng. Sau khi nhận được kinh phí từ Hội đồng nhân dân Việt Nam, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn Hội đồng nhân dân các quận huyện tổ chức trao tiền và bằng đến tận tay một người được thụ hưởng một cách rất trang trọng, tiết kiệm, tạo ấn tượng tốt đẹp, nhân văn cho các thành viên tham dự đúng nghi thức của Hội đồng nhân dân Việt Nam hướng dẫn. Thực hiện theo hướng dẫn mừng thọ năm 2024, truyền tải thông tin đến các quận huyện triển khai thực hiện lập danh sách mừng thọ đối với các cụ đã được mừng thọ từ trước năm những năm trước, thu hồ sơ mới mừng thọ năm 2024 đối với các cụ chưa được mừng thọ lần nào gửi về văn phòng để tổng hợp. Ngoài kinh phí từ Hội đồng nhân dân Việt Nam chuyển về Hội đồng nhân dân các quận huyện có huy động thêm kinh phí mừng thọ khuyến học khuyến tài, cụ thể Hội đồng nhân dân huyện quận Tây Hồ, Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Gia Lâm, Long Biên, Ba Vì, Sơn Tây, v.v. Ba nhỏ công tác thông tin tuyên truyền, ban thông tin tuyên truyền truyền thông luôn luôn bám sát các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đưa tin bài viết về các hoạt động của dòng tộc, kịp thời duy trì xây dựng trang Facebook của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Bốn nhỏ hoạt động của văn phòng thường xuyên cập nhật thông tin và các hoạt động của Hội đồng nhân dân các quận huyện và của các ban các câu lạc bộ, hoàn thiện bộ quy chế và ban hành phân công nhiệm vụ từng thành viên trong các tổ chức trực thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, hướng dẫn các hội đồng trực thuộc thực hiện nghị quyết thông báo của Hội đồng nhân dân cấp trên, lập báo cáo hàng quý gửi văn phòng Hội đồng nhân dân Việt Nam. Tổ chức đoàn thăm hỏi phụng viếng các cụ lão thành khi ốm đau và cũng qua đời, đặc biệt hướng dẫn triển khai chương trình mừng thọ khuyến học khuyến tài thân dân thân ái quy dương quy định, đồng thời chuyển kinh phí chương trình của Hội đồng nhân dân Việt Nam cho các Hội đồng nhân dân các quận huyện để tổ chức thực hiện và tổng hợp nhanh thay quyết toán các nội dung chương trình nêu trên đúng quy định, cấp phát tài liệu Hội đồng nhân dân các quận huyện bao gồm điều lệ Hội đồng nhân dân Việt Nam năm 2023, quy ước đời sống văn hóa năm 2022, cuốn cẩm nang Hội đồng nhân dân USB gồm có ghi lễ chào cờ hoạt động về hội văn hóa Hội đồng Việt Nam năm 2023, Hội đồng nhân dân Việt Nam quy định của nước bộ quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Năm nhỏ hoạt động của các câu lạc bộ Hội đồng thành phố Hà Nội. 5.1 kết quả hoạt động của câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân. Câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân luôn là đơn vị hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố như tương thân tương ái, đại hội hội nghị hỗ trợ thúc đẩy các phong trào thanh niên, tổ chức khóa đào tạo khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm cho thanh niên. Tại ngày Hội văn hóa mùa xuân Hội đồng Việt Nam 2023, câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân Hội đồng thành phố Hà Nội đã đăng ký 6 gian hàng với tổng số 14 doanh nghiệp đã trưng bày các sản phẩm đa dạng như thịt bò chất lượng cao, thịt bò vang vu của Nhật Bản, chả cá, các loại thuốc thảo mộc, thuốc dân tộc Dao, cà phê, thiết bị điện thông minh, đèn chiếu, hộp mực đựng máy văn phòng. Câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân đang thực hiện kế hoạch 148 về việc tổ chức ngày Hội doanh nghiệp doanh nhân và thanh niên Hội Dương Việt Nam 2023. Theo khu vực đồng bằng và duyên hải Bắc Bộ đã có 150 doanh nhân đăng ký tham gia tại khu vực 5.2 kết quả hoạt động của câu lạc bộ thanh niên
tại Đại hội Văn hóa Mùa Xuân Hoàng Dương Việt Nam 2023, lực lượng thanh niên Hoàng Dương đã tham gia hội gồm 70 bạn, phân theo các hoạt động chính như diễu hành, văn nghệ, bóng đá, hỗ trợ khu vực ẩm thực, giao hàng thanh niên khu vực đồng bằng trên đài Bắc Bộ với sản phẩm tập phục Hoàng Dương. Các thành viên tham gia luôn nhiệt huyết và cố gắng hết mình khi được giao phó các nhiệm vụ của ngày hội. Câu lạc bộ thanh niên đang thực hiện theo hoạch 148 về việc tổ chức ngày hội doanh nghiệp thanh niên và thanh niên Hoàng Dương Việt Nam 2023 theo khu vực đồng bằng trên đài Bắc Bộ đã có gần 300 các bạn thanh niên đăng ký tham gia tại khu vực. 5.3 Kết quả hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ. Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm kết nối chị em là thành viên Hoàng Dương các quận huyện để tham gia các sự kiện lớn của Hoàng Dương Việt Nam và ngày hội của Hoàng Dương thành phố Hà Nội, đặc biệt là tham gia chương trình tương thân tương ái giúp đỡ chị em khi gặp khó khăn, thăm hỏi động viên nhau trong cuộc sống. Vào ngày hội văn hóa Mùa Xuân Hoàng Dương Việt Nam 2023 tại Bắc Ninh đã có 180 chị em phụ nữ tham gia vào hoạt động tình nguyện viên dán thiết kế và đón tiếp bà con về ngày dự ngày hội. Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ với một số tỉnh thành phố đạt kết quả tốt. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ phụ nữ Hoàng Dương huyện Thạch Thất Quốc Oai, câu lạc bộ phụ nữ Hoàng Dương liên huyện Trương Mỹ Thanh Hoa, câu lạc bộ phụ nữ Hoàng Dương Tân Tân huyện Sóc Sơn. 5.4 Kết quả hoạt động của câu lạc bộ Lão Thành. Câu lạc bộ Lão Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch và hoàn thiện các quy chế tổ chức hoạt động của câu lạc bộ, kết nạp thêm 4 thành viên, nâng tổng số có 29 thành viên đang sinh hoạt trong câu lạc bộ tham gia vào các sự kiện của Hội Hoàng Dương Việt Nam và của Hội Hoàng Dương thành phố Hà Nội như ngày hội văn hóa Mùa Xuân, ngày hội sơ kết tổng kết tổ chức thăm hỏi các gia đình Hoàng Dương gặp hoàn nạn khó khăn và các thành viên khi ốm đau khi lúc làm việc. Ngày 14/3/2023, Hội Hoàng Dương thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt câu lạc bộ Lão Thành Hoàng Dương thành phố Hà Nội triển khai hoạt động 2023 giao lưu văn hóa tại khu dịch nghỉ dưỡng quán nắm tre nguồn xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Cuối tháng 6, câu lạc bộ Lão Thành Hoàng Dương thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 tại Tuần Châu, Hà Long. 5.5 Kết quả hoạt động của ban kiểm tra. Ban kiểm tra đã hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động và phân công trách nhiệm của các thành viên trong ban kiểm tra, đồng thời đã xây dựng kế hoạch kiểm tra trong quý 3 và quý 4 năm 2023, đã thực hiện kiểm tra nhắc nhở đôn đốc các quận huyện, các ban câu lạc bộ thực hiện quy chế hoạt động, nhắc nhở muốn nắm sai sót trong sinh hoạt họ hội đồng. Ban kiểm tra đã thường xuyên theo kế hoạch tại Hội đồng Hồ Dương quận Hà Đông, Hội đồng Hồ Dương huyện Mê Linh, câu lạc bộ phụ nữ Hoàng Dương thành phố Hà Nội. Đánh giá chung ưu điểm trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Hội đồng Hồ Dương thành phố Hà Nội đã bám sát theo sự hướng dẫn chỉ đạo của thường trực Hội đồng Hồ Dương Việt Nam. Khuyết điểm, một số các hội đồng các quận huyện hoàn thành việc trao tặng tiền cho các thành viên Hội đồng Hồ Dương được thụ hưởng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ nộp hồ sơ chứng từ quyết toán. Việc tổ chức trang trí các chương trình chưa tuân thủ theo quy ước xây dựng đời sống văn hóa của Hội Dương Việt Nam 2022-2025. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, một là về công tác kết nối xây dựng sản phẩm, Hội đồng Hoàng Dương các quận huyện tập trung kết nối các thành viên Hoàng Dương trên địa bàn để có kế hoạch thành lập Hội đồng Hoàng Dương cấp cơ sở, phân tích Hội đồng Hoàng Dương liên quan huyện có đủ điều kiện chưa tách thành lập Hội đồng Hoàng Dương quận huyện mới nhằm thuận lợi để hoạt động xây dựng sản phẩm, tiếp tục sinh tầm gia phản các chi hội gửi văn phòng Hội đồng Hoàng Dương Việt Nam. Hội đồng Hồ Dương thành phố Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ đã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Ngô, huyện Đức Hòa, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay cái việc này chúng ta vừa thực hiện xong. Hai nhỏ, công tác tương thân tương ái, tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, các mạnh thường quân, các thành viên trong Hồ Dương thành phố Hà Nội chung tay ủng hộ tiền, vật chất, công sức cùng với nhân dân cả nước thực hiện ngày vì người nghèo, tiếp tục phát huy phong chào tương thân tương ái đang lành mạnh đất trong toàn dân tộc trên địa bàn, vận động đóng góp quỹ tương thân tương ái để có kinh phí thăm hỏi động viên kịp thời những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba, công tác với nào khuyến tài mừng thọ, tiếp tục vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đóng góp quỹ mừng thọ để phấn đấu tổ chức cho mừng thọ các cụ tuổi đủ nhau, các cơ sở tiếp tục duy trì công tác mừng thọ cho cụ
các cụ từ 70 trở lên và các trường các cháu học sinh sinh viên giỏi của đại học và các cơ sở trường cao quốc gia và quốc tế. Thực hiện chương trình khuyến học khuyến tài, quỹ chương quy định và tiếp dân tương ái, mừng thọ theo đúng hướng dẫn của đồng đầu tư Việt Nam. Bốn nhỏ công tác của câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân có kế hoạch hỗ trợ cho các hoạt động câu lạc bộ thanh niên của đồng đầu tư thành phố Hà Nội tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi trao đổi với nhau trong phong trào thanh niên khởi nghiệp hoàn thành tốt đẹp các chương trình của hội doanh nghiệp doanh nhân thanh niên đồng đầu tư Việt Nam năm 2023. Câu lạc bộ thanh niên tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các chương trình hoạt động thường niên như chương trình hiến máu nhân đạo, hướng nghiệp cho thanh niên, chuyến xe khởi nghiệp, tri ân tổ tiên đêm trăng cho em, thực hiện tham gia ngày hội doanh nghiệp doanh nhân và thanh niên đồng đầu tư Việt Nam năm 2023 tại đồng bằng và duyên hải Bắc Bộ. Câu lạc bộ Họ Thành và câu lạc bộ phụ nữ tiếp tục kết nạp các thành viên chủ động tham gia các sự kiện của đồng đầu tư Việt Nam. Hội đồng hội đồng thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động theo chương trình và theo quy chế. Ban kiểm tra thực hiện kiểm tra ban tương thân tương ái câu lạc bộ Lão Thành, hội đồng hội dân các quận huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Mê Linh, Sóc Sơn, Đống Đa, Thanh Xuân và Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Năm nhỏ về công tác thông tin tuyên truyền truyền thông truyền tải đầy đủ các thông tin của dân Việt Nam đến các thành viên họ Dương, xây dựng hệ thống công tác viên hoạt động có hiệu quả. Sáu nhỏ hoạt động văn phòng làm tốt cầu nối và hướng dẫn các hội đồng hội dân các cấp triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch của đồng dương Việt Nam và của hội đồng dương thành phố Hà Nội, tham dự các sự kiện của đồng dương cơ sở, tổ chức và thăm hỏi phụ nữ các cụ lão thành đồng dương khi qua đời. Trên đây là báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của hội đồng dương thành phố Hà Nội. Tiếp theo chương trình, xin các quý vị đại biểu như thường bà con đóng góp những ý kiến cho cái báo cáo này cho nó hoàn thiện. Xin mời ông Dương Quang Hạc lên đây điều hành chương trình này. Kính thưa các ông đại biểu, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Lỗ, kính thưa các ông bà đại biểu cho cấp ủy chi bộ thôn Việt Định, kính thưa ông Dương Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Việt Nam, kính thưa các bác, anh, các chị, hôm nay trong khuôn khổ Hội đồng Nhân dân Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá các hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số cái nhiệm vụ trọng tâm trong từ nay đến cuối năm mà Hội đồng Hòa Dương Hà Nội phải tổ chức triển khai trong toàn thành phố của chúng ta để thực hiện cái nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Ở đây, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho thường trực Hội đồng Hòa Dương Hà Nội xin trân trọng cảm ơn gửi tới các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các bác anh các chị, thì thực hiện cái nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm cũng như là cái kế hoạch công tác mà chúng tôi đã được hội đồng thông qua, thì với cái mục đích ý nghĩa của hôm nay, tức là đã tổ chức về đây để dự tổ chức hội nghị, đồng thời là cùng với quân và dân cả nước tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, tổ chức dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Lỗ và nhà thờ thôn Việt Định. Có thể nói đây là những hoạt động xây dựng dòng tộc của họ Dương Việt Nam nói chung và họ Dương thành phố Hà Nội nói riêng. Có thể nói là trong những năm qua chứ không những năm nay mà Hội đồng Họ Dương Hà Nội duy trì cái ngày đêm để dâng hương dâng hoa để tưởng niệm các liệt sĩ, tri ân các anh liệt sĩ đã làm rất tốt trong một năm vừa qua, kể cả những nhiều kỳ trước, thì có thể nói là
hoạt động trong công tác xây dựng dòng tộc hay là chiên để cần đáp nghĩa chiên tổ tiên là theo cái tôn chỉ mục đích của Bình Dương, thì có thể nói là những cái việc đầu tiên của chúng ta khẳng định rằng là những cái việc làm chiên tổ tiên để cần đáp nghĩa nói chung và đối với các anh hùng liệt sĩ và mẹ làm mẹ cùng nói riêng ở các cái địa phương chúng tôi làm những nội dung này chúng ta làm rất tốt và đây chỉ là những trong trước khi vào hội nghị đã làm nội dung này thì những cái năm trước thì chúng ta cũng kết hợp hoặc là có một tổ chức buổi riêng để sau đó là cũng thăm hỏi tặng quà tặng đối tượng chính sách mẹ Việt Nam anh hùng rồi là các thương binh các thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu không tham vọng là được hết. Còn ở các quận huyện đã tổ chức cái nội dung này rất là tốt, thành phần họ đã được cái việc đầu tiên trong cái nói là khẳng định cái triển khai đánh giá cái kết quả thì vừa rồi hội nghị chúng ta đã nghe cái báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng vừa qua của hội đồng quản lý Hà Nội đánh giá do anh Tú phó chủ tịch thường trực hội đồng quản lý đã báo cáo. Thì hiện nay thì về phía trong hội nghị này thì đề nghị với rất mong muốn nhận được ý kiến của các bác anh các chị ở các quận huyện, đặc biệt là các quận huyện như vậy là tham gia phát biểu ý kiến trên các cái mặt hoạt động, các cái nhiệm vụ. Hôm nay thì cũng báo cáo với cái hội nghị như thế này, tức là trong hội đồng bảo sư của thành phố Hà Nội hiện nay thì ta có mặt ở đây thì theo cái danh sách và ở các quận huyện thì cũng chưa đủ, cũng vắng một số các bác, cũng có các bác vắng thì báo cáo, cũng có các bác vắng thì cũng chưa kịp thông tin. Nên như vậy là chúng tôi mong muốn các bác ở các quận huyện ấy mà các bác chủ tịch mà quan hệ có cảm thay hoặc là các bác ở các hội đồng quản lý các tổ quận huyện để các bác cho ý kiến tham gia đóng góp vào ở đây. Đây là cái diễn đàn để của chúng ta vừa như vậy là đánh giá được kết quả đúng mức, xem như vậy là 6 tháng vừa qua ở quận huyện mình có cái điểm gì mạnh, ở quận huyện mình còn một cái tồn tại cái gì, ví dụ như để ta trao đổi có những cái kinh nghiệm để các quận huyện ta cố gắng làm tốt theo những cái nhiệm vụ mà hội đồng bảo trợ Việt Nam đã đặt ra trong cái đại hội lần thứ 8 vừa qua. Thì ở đây thì các truyền tải công tác truyền thông đối với hội đồng bảo trợ Việt Nam tới các tỉnh thành phố và thành phố xuống các quận huyện và từ các quận huyện để đến bà con đến hội đồng bảo trợ cơ sở cũng như là các bà con ở trên địa bàn của chúng ta thì có những hội đồng thì cái công tác truyền thông rất là tốt, nhưng mà khác thì có những hội đồng còn có những cái hạn chế nhất định. Hạn chế ở đây là về mặt công nghệ, hạn chế về mặt tài liệu, hạn chế về mặt các thông tin khác. Thì ở đây thì chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của các ban, các câu lạc bộ, các hội đồng các cấp để thảo luận trong một ngày này với tinh thần rất là thẳng thắn, tự do. Như vậy các bạn có thể là có làm sao là xây dựng được cái đánh giá được chúng cái kết quả của chúng ta đã làm trong số các vừa qua, mặt khác cũng nêu lên những cái định hướng và đặc biệt là những giải pháp để thực hiện cho cái nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Và 6 tháng cuối năm là ta cũng không còn thời gian bao nhiêu, hôm nay đã là 2 ngày 23 tháng 7 rồi, cho nên là cũng không còn thời gian, và cái nhiệm vụ của chúng ta năm nay cũng còn rất là lớn. Đấy, ngoài cái việc chúng ta tham gia với các cái nhiệm vụ như là ngày hội của câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân và thanh niên Hoàng Dương năm 2023 do hội đồng bảo trợ Việt Nam tổ chức tại các 6 khu vực thì chúng ta cũng sẽ có những cái nội dung như vậy. Thì ở đây năm mỗi năm thì hội đồng bảo trợ Việt Nam tổ chức làm 2 đợt là ngày hội thanh niên trẻ thanh niên tổ chức vào tháng 7 và ngày hội doanh nghiệp doanh nhân vào tháng 10. Qua theo dõi thời gian làm việc trong những thời gian qua thì năm nay hội đồng bảo trợ Việt Nam có tổ chức là 1, 2 cái nội dung này vào 1 vào tháng 7
để như vậy là giúp cho cái câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân vào tháng 10 để ngày doanh nhân Việt Nam để có nhiều người tham dự vào trong cái tháng 10 này, để như vậy là có cái sự lan tỏa, có cái sự hợp tác với nhau đối với doanh nghiệp doanh nhân và thanh niên trong toàn quốc, họ dân toàn quốc. Thế như vậy đấy là những cái việc mà chúng ta phải làm tới đây. Thì cái phần đầu tiên thì chúng tôi rất muốn xin ý kiến của các bác và anh các chị. Đầu tiên là tôi chúng tôi rất muốn là các ý kiến của các ban, các câu lạc bộ. Như vậy là xem các bác có ý kiến thì đánh giá được cái bổ sung vào cái kết quả công tác trong 6 tháng vừa qua, và đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo cho các hội đồng bảo dưỡng ở cấp cơ sở, ở cấp quận huyện để chúng ta tổ chức triển khai trong 6 tháng tới. Tôi lần lượt tôi xin thay mặt cho thường trực để xin đề nghị với các bác có ý kiến, các ban các câu lạc bộ có ý kiến trước, sau đó là đến các hội đồng bảo dưỡng các quận huyện. Ta có những vấn đề gì tôi xin trả lời và xin giải thích, và xin sau đó sẽ chúng tôi sẽ xin ý kiến phát biểu chỉ đạo của Việt Nam và sẽ kết luận những phần đầu tiên. Xin xin mời các bác và các câu lạc bộ. Mời ý kiến của các bác. Câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân ngoài tham dự, ngoài sân là thường trực của cái tây hồ rồi, anh đệ có điều trong cái 6 tháng vừa qua thì chúng tôi thấy một cái điểm nổi bật là cái ban tương thân tương ái hoạt động rất tích cực, mà có thể nói là cái hệ thống các câu lạc bộ hoặc là hội đồng bảo dưỡng các quận huyện thực hiện những nội dung tương thân tương ái rất tốt. Ví dụ như là Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng, rồi là Tây Hồ, rồi là Gia Lâm, Long Biên, anh Dương Tử Hải. Em đề nghị các bác rồi có cái nội dung kinh nghiệm các bác chia sẻ. Đầu tiên xin mời bác Thạnh ở Phúc Thọ sẽ xin cho cái kiến thức để chia sẻ những kinh nghiệm mà ta kêu gọi thân thân tương ái giúp đỡ bà con rất là tốt. Mời bác Thạnh. Kính thưa ban lãnh đạo xã Đồng Đô, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí trong ban lãnh đạo hội đồng bảo dưỡng thành phố Hà Nội, hôm nay là rất vinh dự là tổng sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, tôi được chủ tịch lên giới thiệu lên để phát biểu cảm tưởng của 6 tháng đầu năm Hà Nội công tổng. Hôm nay nhìn hội trường thì có những đồng chí chủ tịch, rồi những gương mặt lãnh đạo cũ, rồi cũng có rất nhiều những ông những bà, rồi các em các cháu là lãnh đạo mới. Thế cho nên lời đầu tiên cũng xin gửi lời kính chúc riêng trong ban lãnh đạo của hội đồng bảo dưỡng thành phố Hà Nội, và kính chúc quý vị lãnh đạo của xã đây cũng kính chúc quý vị đại biểu khách quý một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Vâng, xin kính thưa quý vị, nói về tiêu chí dòng tộc theo cái điều lệ hội đồng bảo dưỡng ấy, ngoài cái kết nối dòng tộc, ngoài cái mừng thọ các cụ, ngoài cái khuyến học nhân tài, thì không gì ngoài mục tiêu là chúng ta hướng về cội nguồn tri ân tiên tổ, tương ái tương thân, giúp đỡ nhau, cùng chăm họ phấn đấu để đưa đời sống của dân tộc
rồi cùng chăm họ đưa đất nước đến cái sự thịnh vượng vĩnh trường tồn của đất nước. Đấy, cái tiêu chí thì người gọi như vậy. Vừa rồi thì cũng thực hiện cái nghị quyết của Hòa Dương. Lời đầu tiên thì tôi trước khi mà tôi nói cái câu chuyện mà tương ái tương tâm thì tôi hôm nay các vị lãnh đạo Hòa Dương của thành phố về đây, qua cái đợt vừa rồi chúng tôi có các cháu nó khó khăn thì là kêu gọi, mở cái thư kêu gọi thì được sự đúng là ấm lòng, rất là ân tình của dòng tộc, cảm động các vị chủ tịch của các quận huyện, rồi ban lãnh đạo ở Dương thành phố, bà con của cộng đồng ở Dương thành phố, rất là đúng là dòng tộc nghĩa tổ quốc, đồng bào đồng chí, tình họ hàng, đồng tổ đồng thông. Tôi thấy là bà con rất là thương các cháu có những cái hoàn cảnh khó khăn đấy, cùng nhau kể ít người nhiều, cùng nhau như đồng chí chủ tịch của Dương thành phố nói là phát tâm bồ đề, hướng về các việc từ thiện để làm trong dòng tộc họ chúng ta thôi. Chúng tôi tiếp nhận những tấm lòng và cũng qua trang mạng internet rồi trang mạng Zalo Hòa Dương thành phố Hà Nội, chúng tôi đã gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo của các quận huyện, cảm ơn đến bà con cộng đồng dòng tộc Hòa Dương của thành phố Hà Nội. Thì xin thưa rằng là vừa rồi thì ở trên chúng tôi lãnh đạo Hòa Dương là từ năm 1909 tới nay là 15 năm rồi, đi theo cái Hòa Dương ở cấp huyện thôi, cũng đi theo bao cấp ba rồi tất cả để cho trách nhiệm. Thế thì lần đầu tiên tôi mở cái câu chuyện là ở quê tôi ở cái hội đồng Hòa Dương Phúc Thọ Hoài Đức Đại Phượng có một cái trường hợp cực kỳ khó khăn, hôm nay nói lên để một là tỏ lòng biết ơn bà con dân tộc, hai là để rút kinh nghiệm, để rồi mong tất cả các hội đồng Hòa Dương nếu có cái câu chuyện đó thì cũng nên phát động. Tôi thấy phát động 13 năm lần đầu tiên tôi phát động thì được rất nhiều tình cảm của những vị chủ tịch của các hội đồng rồi của các bà con cộng đồng dân tộc Hòa Dương thành phố dành cho cháu, rất cảm động. Trong tâm thức của chúng tôi động tâm rất nhiều và lắm đêm cũng thức giấc cũng lại cứ suy nghĩ lần phần. Nói từ đây lòng mà nói là có gì rất nhiều. Qua cái câu chuyện vừa rồi 13 năm tôi lãnh đạo dòng tộc, qua cái câu chuyện vừa rồi chúng tôi làm những công đức cho các cháu tác động rất nhiều đến tâm lý của tôi, của bà con huyện tôi, cùng những người lãnh đạo cùng tôi trong huyện. Những cái sự bình lặng như hôm nay chúng ta họp, chúng ta chúc mừng nhau sức khỏe, chúng ta mừng cho những cái công tác của chúng ta thành công. Nhưng qua cơn sóng gió mới hiểu lầm nhau. Mở tài khoản ra mà rồi tôi ngại quá, tôi phải báo cáo chủ tịch và tôi xin phép ông cho tôi đóng tài khoản. Bởi vì cái tình cảm dành nhiều quá, chúng tôi cũng ngại ngùng. Đấy, cái câu chuyện nó như thế. Thế thì với cái tinh thần là mười mấy năm nay Hòa Dương thành phố Hà Nội qua mấy lần chủ tịch, tôi cảm nhận thấy rằng tình cảm Hòa Dương của chúng ta là chân người thứ một. Còn đương nhiên câu chuyện giao tiếp, câu chuyện nọ kia thì nó có những cái điều gợn đấy, nó chỉ là phụ đề. Còn cái chính ấy, tôi thấy là động lòng động tâm chúng ta là những người Hòa Dương, là những người Hòa Dương toàn tâm toàn ý với dòng tộc, thực hiện đúng cái quy ước của dòng tộc. Cho nên hôm nay tôi chỉ có đôi lời chúc 6 tháng đầu năm 2023 qua bản báo cáo là thành công tốt đẹp, chúc sức khỏe các vị lãnh đạo địa phương, chúc toàn thể quý vị đại biểu, cũng chúc các đồng chí lãnh đạo và dòng tộc sức khỏe tối đa. Đôi lời tâm sự đơn sơ xin kính mong các vị lãnh giữ, xin cảm ơn ạ. Vâng. Và tôi xin cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Dương Tư Thành.
Chủ tịch Hội đồng Hòa Dương Lê Nguyên, đàn vợ Phúc Thọ Hoài Đức. Có thể nói là một là trong những cái đơn vị đứng đầu trong việc là tương thân tương ái đã làm được trong 6 tháng vừa qua với cái mức tiền là 129.200.000. Hội đồng Hòa Dương Gia Lâm 31 triệu, Hội đồng Hòa Dương Trung Mỹ 15.7 triệu, vào cái ngày này 17 triệu gần đấy. Thế là còn là Hội Dương Tây Hồ cũng đã góp phần nội dung này là cũng được 9 triệu. Tức là với cái thông tin mới nhất, là cập nhật mới nhất, thì có thể nói là trong 6 tháng vừa qua Hội đồng Hòa Dương Hà Nội và đặc biệt là Hội đồng Hòa Dương các quận huyện bám sát rất nội dung kịp thời hoạt động của bà con Hòa Dương, đã xác định được những cái điều kiện khó khăn, những cái cần giải quyết gấp, những cái gì mang tính lâu dài. Thì đặc biệt là Hội đồng Hòa Dương của Hoàng Phúc Thọ là ở đây là không phải là trao cái tiền để như vậy là cho các cháu ngay đâu, mà lập một cái sổ tiết kiệm để như vậy là bảo tồn được cái vốn đấy, làm sao là rút lại hàng tháng để phục vụ cho các cháu. Có người quản lý theo dõi, đấy, có người quản lý theo dõi hàng tháng, chứ không phải là giao cho gia đình. Mỗi cái mỗi một địa phương có một cách, hoặc là mỗi một cái hoàn cảnh có một cái đặc biệt khác nhau. Thì chúng tôi rất muốn chia sẻ cái nội dung này để như vậy là có những cái người ta phải trao trực tiếp. Ví dụ đi viện thì phải có cái những trực tiếp để như vậy là ta có cái đóng viện phí nộp tiền thuốc thang. Hoặc là huyện Gia Lâm có hai bố con ngã gãy chân gãy tay nằm liệt đấy, và như vậy là ta cũng phải trao có cái để thăm hỏi rồi trao kịp thời. Hay là một trường hợp của Trung Mỹ chỗ nhà đấy là cũng gãy chân gãy tay cũng rất là khó khăn. Thế như vậy thì có thể nói là tại sao chúng tôi rất nhấn mạnh cái việc này là phải quan tâm trong cái dòng tộc nói chung, và kể cả những người ngoài dòng tộc, kêu gọi được cả những người ngoài dòng tộc tham gia nó có. Đấy là cái sự lan tỏa, cái hoạt động rất là tốt trong thời gian qua. Tiếp theo tôi xin mời các bác. Mời bác Hải Trương Mỹ. Xin mời bác cho ý kiến. Báo cáo các bác là cái việc này là việc do ở thành phố Hà Nội, với em chỉ
có ý kiến thế thôi. Chứ còn các bác bảo là coi như vậy là ở quận huyện mà tổ chức như thành phố thì bọn em chắc cũng phải coi như để nó dài dài một tí. Thế nhưng ở đây là em muốn góp ý với các bác ở thành phố là đã tổ chức đại hội vào ngày 4 tháng 10 thì đề nghị các bác là nên có một cái hội nghị coi như vậy là mời ủy viên hội đồng nhân dân thành phố gặp mặt và có những cái quyết định chính đáng. Chứ em thấy hôm nay mà coi như mới có buổi họp đầu tiên như này thì chắc là thua hết các quận huyện. Vâng, em nghĩ là như thế. Về vấn đề thứ hai thì em muốn là sau khi nghe cái báo cáo về hoạt động mừng thọ của các cụ người cao tuổi thì ở đây cũng xin báo cáo thật với các bác là đối với năm 2024 thì tất cả không phải là chỉ có một hội đồng họ Dương của Trương Mỹ Thanh Oai mà tất cả các hội đồng họ Dương trên địa bàn thành phố nó cũng rất là buồn. Buồn ở cái vế là tại sao các bác trung ương tức là cấp hội đồng họ Dương của Việt Nam cũng như hội đồng họ Dương thành phố này không cập nhật dữ liệu rõ ràng trước đi sau đó mới gửi coi như vậy là công văn hướng dẫn mừng thọ. Ở đây tôi muốn nói cái vế là vừa gửi công văn hướng dẫn mừng thọ thì các quận huyện đã tổ chức triển khai rồi lập danh sách để chuẩn bị gửi về văn phòng hội đồng họ Dương thành phố Hà Nội thì lại tiếp tục có một công văn khác. Cái công văn khác thì chỉ có được mừng thọ cho các cụ sinh năm 1934, các cụ sinh năm 1929 và các cụ sinh năm 1924, tức là 100 tuổi trở lên, 95 tuổi và 90 tuổi. Nó rất là khó cho cấp cơ sở, bây giờ lại phải đi giải trình xin báo cáo các bác Trương Minh Thanh Hoài chuẩn bị coi như vậy gửi về Hội đồng Hội dân Hà Nội. Thì có công văn mới thì tất cả các ông trong ủy viên hội đồng phải đi từng các cụ để phải giải trình là năm nay do điều kiện kinh tế hội đồng họ Dương Việt Nam chỉ tổ chức mừng thọ cho có 3 độ tuổi 90, 95 và 100. Cái việc này là tôi muốn đề nghị với đấy, nhất là chỗ hôm nay là có bác Dương Dũng thay mặt cho hội đồng họ Dương Việt Nam cũng như các bác thay mặt cho hội đồng họ Dương thành phố Hà Nội làm cái gì nó phải chắc chắn, sau đó mới chuyển công văn hướng dẫn về làm cho các cơ sở. Đấy là về công tác mừng thọ. Về công tác khuyến học thì xin báo cáo với hội nghị như thế này. Vừa rồi thì tôi cũng mạo muội là hỏi cháu Quanh là năm ngoái thì còn lại một số các cái trường hợp là sinh viên đỗ bằng cử nhân thì mới được lĩnh có chẳng hạn như là được thưởng là 5 triệu mà mới được lĩnh có 1 đến 2 triệu thì liệu năm nay có còn được lĩnh nữa hay không? Thì cháu Quanh, nhân viên văn phòng thường trực của Họ Dương Hà Nội thì cũng bảo là các bác cái đấy để nhận sau. Thế thì bởi vì thực chất ra là xin báo cáo với các anh thường trực hội đồng Họ Dương thành phố là bản thân ở cấp cơ sở thì hiện nay đang quản lý những cái trường hợp mà người ta được thưởng, người ta cứ đến tận nhà người ta hỏi hoặc người ta không đến thì người ta điện, cho nên là cái việc này là anh em tôi phải giải thích như thế nào để cho con như vậy là các cháu nắm bắt được là có hay là không. Đấy là cái việc thứ hai. Cái việc thứ ba thì về cái việc tương thân tương ái thì qua ý kiến của anh ấy thì nó có những cái như thế này. Thực chất ra là coi như vậy là nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ hai của Trương Mỹ Thanh Oai thì tôi cũng gắn bó với bà con họ Dương của hai huyện. Tức là đến bây giờ chúng ta là 6 năm rồi. Thế nhưng mà lần đầu tiên thì cũng coi như vậy là như trên hội đồng họ Dương của Đan Phượng Phúc Thọ Hải Đức thì ở đây là cũng rất là cảm ơn coi như là các anh đi trước mà các anh đã có những cái định hướng rõ ràng. Tôi nói ví dụ như ở Trương Mỹ Thanh Oai là tôi chỉ có cái thư ngỏ sau khi thì được sự quan tâm của anh Quang Hữu Hòa thì anh bảo là đã có thư là phải có dấu đỏ của chủ tịch thì xin báo cáo với các anh là cái này là coi như đúng lần đầu tiên làm nó hơi khó thật. Mà rồi suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì sau khi đăng rồi thì bác Toại cho ý kiến là thế đăng tương thân tương ái mà không có ảnh thì làm thế nào, bắt buộc lại phải coi điện cho gia đình là chuyển ảnh lên. Cái việc làm như thế này ấy, thì
thì thực chất ra mà nói nó rất là tế nhị. Nếu như mình làm không chuẩn thì để coi như vậy là bà con họ Dương hoặc là các bác lãnh đạo, các bác bảo là không biết có thật hay là không. Nhưng ở đây thì thực chất ra mà nói, đã nói là tương thân tương ái thì báo cáo các bác là quận huyện là không dám coi như vậy là mắc mũi cái việc gì cả. Thực chất ra thì ở Trương Mỹ Thanh Oai thì cũng có một bác là bác Dương Viết Tiệu là phó, thì giới thiệu bác Tiệu vào tham gia vào ban tương thân tương ái của Hội đồng Họ Dương thành phố. Thì bản thân bác Tiệu là bác cập nhật về những cái coi như vậy là thông tin như này nó không được có nhanh, cho nên là vừa rồi thì cũng giao cho bác Tiệu là bác phải có trách nhiệm, bởi vì đây nó thuộc nằm trong ban tương thân tương ái chứ không phải nó coi như tôi phụ trách chung, nhưng mà bác phải nắm bắt được để bác báo cáo thành phố. Nhưng anh Tiệu anh bảo tôi là thôi cái việc này chú làm cho em, tất cả vẫn cứ đầu ngày hết, cho nên là xin báo cáo với các bác là anh em tôi thì ở Trương Minh Thanh Hoa thì nó có hai cái nhóm Zalo, một là có nhóm Zalo thường trực Hội đồng Họ Dương huyện Trương Minh Thanh Hoa, hai là nhóm Zalo của con 23 thành viên Hội đồng Họ Dương Trương Minh Thanh Hoa, và cái nhóm Zalo của thường trực chỉ có 6 anh em tôi thôi. Cho nên cái gì thế là chúng tôi toàn bộ đã lên nhóm Zalo thì thống nhất thường trực trước, sau đó thường trực đồng ý nhắn vào nhóm Zalo của chủ tịch sẽ lại tiếp tục nhắn sang nhóm Zalo của hội đồng. Cho nên chúng tôi không làm tác được những cái việc này. Sau khi mà coi như vậy là bản thân sau này 11 họp Hội đồng Họ Dương thì ủy viên Hội đồng Họ Dương của khu vực thôn Văn Quán xã Lô Đông có ý kiến là chú cháu Dương Thế Đức sinh năm 1987 bị đi làm bị tai nạn lao động, bây giờ đang mổ não, mà tính đến thời điểm ngày hôm nay tầm sấp xỉ 4 tháng là có anh Tú về cho anh Thượng đến thăm rồi, cho là coi như bây giờ chỉ có sớm thực vật, chân đang co quắp rồi. Mà hiện nay là bà nội của cháu đang là ở tuổi 100, tức là Tết này được mừng thọ 100 rồi. Thì vừa rồi ngày 15 tháng 7 anh em tôi có sau khi sang để mời chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố, ban tương thân tương ái của Hà Nội cùng với Hội đồng Họ Dương Trương Mỹ Thanh Oai về tại thôn Văn Quán, tức là gia đình của cháu Dương Thế Đốc, thì trao cái 17.100.000. Tức là Hội đồng Họ Dương của Trương Mỹ Thanh Oai thì cũng chỉ nhận được với những cái tấm lòng của bà con họ Dương các quận huyện cũng như là thành phố là gửi, dù ít dù nhiều về thì Hội đồng Họ Dương Trương Mỹ Thanh Oai cũng sẽ lập danh sách, ghi danh sách, đánh danh sách để gửi cho con như vậy thường trực Hội đồng Họ Dương thành phố cũng như là ủy viên Hội đồng Họ Dương của Trương Mỹ Thanh Oai mỗi một bản. Đấy là xin báo cáo các bác là sau khi mời chủ thường trực về cùng với Hội đồng Họ Dương Trương Mỹ Thanh Oai sang trao quà cho gia đình và bản thân cháu Dương Thế Đốc. Ở đây phải nói rằng những gia đình người ta từ bà nội cho đến mẹ cho đến vợ phải rơi nước mắt vì lý do ở dòng họ bên đó là đang có một ông trung tướng là ông Dương Văn Thăng, hiện nay đang làm chánh án tòa án quân sự tối cao, cũng là coi như vậy cha chú nhà cháu đó. Thì anh em tôi vào trao quà xong thì bà con ở đấy người ta cũng rất là cảm động, người ta ra người ta nhìn thấy coi như người ta cũng bảo là các bác trong dòng tộc mà đối xử với coi như người trong họ rất là tốt, chúng em phải cần phải học, người ta không phải là trong họ. Nhưng ở đây cũng nói ra để coi như vậy là các bác, các anh, các chị biết được là người họ Dương người ta có cái tấm lòng đối với nhau như thế nào, mà người ngoài người ta quan tâm đến người họ Dương như thế nào. Đấy là để cái việc như vậy từ lần gái. Còn cái việc thứ tư thì xin báo cáo với hội nghị hôm nay thì đối với Hội đồng Họ Dương liên huyện Trương Mỹ Thanh Oai thì sau năm 2017 thì Hội đồng Họ Dương liên huyện Trương Mỹ Thanh Oai có tổ chức ra mắt Hội đồng Họ Dương khu vực thị trấn Xuân Mai. Chính bản thân bây giờ là lúc đó thì anh Quang coi như vậy cùng với tôi là có tổ chức ra mắt cái Hội đồng Họ Dương của khu vực Xuân Mai. Sau khi ra mắt xong thì Hội đồng Họ Dương khu vực Xuân Mai là không hoạt động. Không hoạt động thì vừa rồi cũng
Sau khi anh Khá làm thì anh em tôi có đề xuất là cố gắng là sẽ ra mắt Hội đồng Họ Dương khu vực xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến, bởi vì đấy nó là một. Thế nhưng mà ở trong đó thì Phó Chủ tịch với lại bà con Họ Dương trong đó bảo là đề nghị với lại các bác cứ từ từ. Chứ tôi thấy là như vậy từ từ cũng là đúng thôi. Vì sau khi ra mắt Hội đồng Họ Dương của khu vực Xuân Mai mà không hoạt động được thì tôi sợ nhất là ra mắt Hội đồng Họ Dương của các xã mà không hoạt động được thì chỉ khổ đến Hội đồng Họ Dương như thế thôi. Mà thực chất là mà nói là đúng thế, là bây giờ coi như là muốn điều hành kiểu gì thì anh Dương Danh Đinh, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương khu vực Xuân Mai của chúng tôi cũng không làm được. Suốt ngày chỉ lai vợ đi hát nên là cũng rất khó cái việc không. Báo cáo thật với các anh ở ngoài thành phố là như vậy. Thế thì đối với Trương Minh Thanh Oai thì sau khi coi như vậy ra mắt ngày 19 tháng 3 là ra mắt câu lạc bộ phụ nữ Họ Dương của hai huyện Trương Minh Thanh Oai, thì cái này là cũng báo cáo cho chị Cúc là chủ tịch câu lạc bộ phụ nữ Họ Dương Hà Nội rồi. Thế thì ý định của anh em tôi ấy là sau để coi như vậy là chuẩn bị cho đến mùng 10 tháng 10 là cái ngày coi như vậy là ngày hóa của đệ nhất phu nhân là Dương Phương Lan tại đình Yên Nhân của xã Hòa Chính, thì sẽ tổ chức ra mắt luôn ngày hôm đó và đồng thời đi xuống để coi như thắp nhang ở dưới đình Yên Nhân luôn. Thế nhưng mà chỗ các chị em câu lạc bộ bảo tôi làm trước, thế còn đến mùng 10 tháng 10 sẽ tính sau. Ở đây thì xin báo cáo với các bác là ở Trương Minh Thanh Hoài nó có hai cái di tích lịch sử của người Họ Dương. Thứ nhất là như trong báo cáo vừa nãy bác Quang có ý kiến rồi, à bác Tú có ý kiến rồi, đình Xuân Mai là nơi thờ tổng binh đại nguyên soái Dương Nhật Điển là người Họ Dương. Thế và đình Yên Nhân của xã Hòa Chính huyện Trương Mỹ là thờ bà Dương Phương Lan là vợ của Ngô Quyền. Thì hai năm nay thì Hội đồng Họ Dương Trương Mỹ Thanh Hoài anh em tôi đều tổ chức có những lễ xuống để thắp hương ở đình Yên Nhân. Đấy là xin báo cáo, đấy là hoạt động về dòng tộc và tri ân tổ tiên và những người đã có công với dòng tộc. Thì xin báo cáo với hội nghị là về dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội, thay mặt Hội đồng Họ Dương Liên Hoan Trương Mỹ Thanh Hoài, lời đầu tiên xin được kính chúc các vị đại biểu khách, các vị đại biểu về dự hội nghị có một sức khỏe dồi dào, và nhất là các ông phó chủ tịch của các quận huyện có sức khỏe để hoạt động công tác dòng tộc ngày càng mạnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Ý kiến phát biểu của ông Dương Từ Hải, chủ tịch Hội đồng Họ Dương liên huyện Trương Mỹ Thanh Hoa. Có thể nói là những ý kiến này thì chúng tôi xin có những cái điểm mà chúng tôi xin được giải thích như sau. Tức là ý kiến thứ nhất là chúng ta phải bỏ đi họp muộn chậm thì có thể đây cái này có cái danh hải thì đang hơi nhầm một tí. Tức là cuối năm vừa rồi chúng tôi đã tổ chức tổng kết năm 2022 và tất cả các thành viên của Hội đồng Họ Dương khóa mới đã dâng hương dâng hoa tại đền cụ Dương Tam Cao rồi. Là một tổ chức ở dưới đấy là rất là công bố phân công trách phân nhiệm cho từng các thành viên hội đồng đã có ở trong cuối năm, tổ chức khen thưởng vinh danh cho các học sinh đỗ đại học, tiến sĩ tiêu biểu là có các đồng chí cùng cả các cháu công an đỗ đại học cũng đã được làm tại hội nghị tổng kết này. Thế thì là chúng ta cũng nếu bây giờ mà để đến bây giờ thì đúng rồi, nhắc thì chúng tôi thấy là quá chậm. Thứ hai nữa là hiện nay là chúng ta họp hội đồng toàn thành phố ấy, thì cũng phải căn cứ vào cái quy chế hoạt động. Thì ta đưa ra 6 tháng ta họp một lần thì ta phải tuân thủ quy chế. Là cái thứ nhất, trừ những trường hợp đặc biệt đột xuất. Thế như vậy là bởi vì thực tiễn ta trong một cái báo cáo cũng có nêu là cái việc khó khăn của chúng ta là địa bàn rất rộng và chỗ nào cũng có người Họ Dương sinh sống, mà chúng ta cũng phải cái việc từ khó khăn từ việc kết nối, việc đi lại, việc để thông tin.
tin truyền thông cho bà con Hòa Dương của chúng ta để biết được Hòa Dương và biết được cái hoạt động của Hòa Dương là cũng rất là một trong những khó khăn của chúng ta trong những nghệ thời điểm hiện đại. Thế do vậy mà cái việc tổ chức hội họp là cũng phải cân nhắc tất cả những cái mọi việc để làm sao mà ta đi một lần được làm được nhiều việc. Vâng. Thế nên ví dụ như hôm nay thực trực của chúng tôi cũng đã bàn trong sáu từ cuối tháng sáu đấy cho một cái chủ trương là tổ chức hội nghị sáu tháng sơ kết sáu tháng đầu năm để giải quyết những vấn đề gì thì những cái vấn đề phải được kết hợp tổ chức của hội nghị hôm nay phải kết hợp rất nhiều việc để như vậy là ta đỡ cái việc đi lại của bà con đấy nắng nôi thời tiết rồi công việc mà rất là xa. Tôi nói xa lắm, tức là từ Hà Nội hay là từ Thất Bát về đây là cái điểm cuối cùng của Hà Nội, rất là xa. Thế nên chúng tôi cũng phải biết được việc này. Ngay kể cả sự trước của Hà Nội cũng vậy, chúng tôi tức là quy chế là một tháng họp một lần là chỉ có một lần, chỉ có thể trước hoặc sau ở trong cái tháng đấy thôi. Thế còn những cái công việc mà cần bàn thông tin với nhau, giống như anh Hải vừa nêu một ý kiến, tôi thấy chúng tôi hiện nay cũng đang duy trì như thế. Hiện nay hội đồng cao đang duy trì như thế, có những cái mà thường trực quyết định sau đó mới đưa ra hội đồng đấy, để hội đồng nắm được. Thế có cái là hội đồng họp trực tiếp, có cái hội đồng họp trực tuyến đấy, hoặc là xin chủ tịch xin ý kiến của các phó chủ tịch bằng điện thoại, bằng Zalo, bằng các cái hoạt động như vậy đấy, để người ta cũng thấy được là về tổ chức hội họp hay là tổ chức thì ta căn cứ vào những cái hoạt động căn cứ quy chế. Quy chế ở đây là tuân thủ quy chế của Hội đồng Hòa Dương Việt Nam, đồng thời có những đặc điểm riêng của Hội đồng Hòa Dương Hà Nội thì ta có quy chế. Thì hôm nay đã phát quy chế một tí cái nội dung triển khai thì tôi sẽ nhấn mạnh thêm một số những nội dung này. Thế còn cái việc mà Hội đồng Hòa Dương Việt Nam có điều chỉnh lại đối tượng các cụ được mừng thọ thì các bác cũng phải chia sẻ. Đấy, ở đây ta cũng phải nói là các bác chia sẻ với Hội đồng Hòa Dương Việt Nam. Tôi có giúp thì bạn cũng nói là tôi cũng là một người được ở sát, được ở gần, cũng được hội họp. Có thể nói là khi đưa ra những cái quyết định này là rất khó khăn. Tôi phải nói là nhiều bác cũng rất sân mắt, chứ không phải là đơn vật. Thế nên là các bác cũng mong các bác cũng có cái lan tỏa với các phú đành càng này. Hiện nay là chúng ta bởi vì đặc điểm của không những riêng ta, cũng một số quận huyện của Hà Nội và chúng tôi ở Hà Nội để triển khai những cái gì rất là nhanh lắm. Để như vậy các cụ rất là có cái phấn khởi. Thế nhưng mà do cái điều kiện thì như vậy là các bạn cũng chia sẻ với ở Hội đồng Việt Nam thì để nó là cái đối tượng mình chọn. Còn ví dụ những cái chương trình thân thương ái, những cái nội dung mà chúng ta bác vào đây đã nói nhiều đồng tình với những việc đấy. Thế còn bây giờ cái việc mà ngoài cái số Bắc Hải còn rất nhiều các quận huyện khác đang kết nối ở cái phần bà con thì đã thấy đủ chín mùi thì ta sẽ tổ chức tiếp theo hội nghị. Xin mời ý kiến ở Bắc tỉnh. Kính thưa các ông bà đại diện cho lãnh đạo xã Đồng Lỗ, kính thưa ông Dương Dũng, phó chủ tịch Hội đồng Hòa Dương Việt Nam, kính thưa các bác, các anh, các chị về dự hội nghị hôm nay. Trước hết cho phép tôi thay mặt cho Hội đồng Hòa Dương liên quận Ba Đình Cầu Giấy xin kính chúc các vị đại biểu một năm có sức khỏe, an khang thịnh vượng và phát huy cái năng lực của mình để xây dựng dòng tộc dân tộc ngày càng phát triển. Sau đây tôi xin phát biểu hai ý kiến. Thứ nhất là qua cái báo cáo của ông Dương Công Tú thì về cơ sở chúng tôi hoàn toàn nhất trí với các cái công việc mà Hội đồng Hòa Dương thành phố Hà Nội đã thực hiện trong 6 tháng vừa qua và cái phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng tới. Tôi chỉ xin phát biểu những tin nhỏ là cái đặc thù
của chúng ta trong năm vừa qua là có kiện toàn tổ chức tất cả các hội đồng bảo dưỡng các cấp quận huyện và thành phố. Và nguyện vọng của chúng tôi là sau khi kết thúc cái công tác tổ chức thì nên có cái tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai. Thì công tác triển khai làm rất tốt, nhưng mà cái đánh giá rút kinh nghiệm về việc tổ chức đại hội họ Dương cấp quận huyện thì chưa có rút kinh nghiệm, thì cái này trong một dịp nào đó thì tôi đề nghị thường trực hội đồng họ Dương thành phố Hà Nội cũng nên có cái đánh giá một cách đúng đắn để rút kinh nghiệm cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Đấy là ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai là về cái công tác triển khai thì chúng tôi rất là phấn khởi trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì hội đồng họ Dương thành phố Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo cho các câu lạc bộ thành lập được ra được các cái quy chế làm việc, và bất kỳ một tổ chức nào nếu mà ra được quy chế thì đấy là cái gạch cứ dựa vào quy chế thực hiện thì rất là tốt. Thì tôi thấy là ngay như cái hội nghị hôm nay thì ngoài chúng ta gặp mặt nhau đưa các tài liệu, nhưng trong đó có một số cái tài liệu hướng dẫn cấp quận huyện thực hiện cái chức năng của mình, kể cả các cái việc nhỏ như chuẩn bị các đại hội, các hội nghị mà có cái hướng dẫn bằng cái UFB thì chúng tôi thấy đấy là cái điều rất tốt, nên có cái cải tiến phát huy những các cái sáng kiến mới như thế. Thì tôi đánh giá cao những bước đầu trong 6 tháng thì các bà trong thường trực hội đồng họ Dương thành phố Hà Nội đã thực hiện, tôi thấy rất là tốt. Cái điểm thứ ba thì vừa rồi ông Hải cũng đã phát biểu về cái khuyến học, khuyến tài và mình thọ, thì cái này chúng ta nên thông cảm và chia sẻ với hội đồng họ Dương ở Việt Nam. Nhưng bây giờ về công tác tư tưởng thì hội đồng họ Dương các quận huyện nào cũng vướng mắc, người ta đến ta hỏi nhiều, để làm sao giải thích để cho bà con hiểu được, chia sẻ được khó khăn với hội đồng họ Dương Việt Nam. Qua cái báo cáo tổng kết tôi thấy là nguyên cái khuyến học khuyến tài và mừng thọ ở Hà Nội chúng ta nhận một năm của hội đồng họ Dương Việt Nam là trên 4 tỷ 7. Thế bây giờ ngay như cơ sở chúng tôi là cấp quận thì các cô 90-95% là không có cụ nào. Vì ở thành phố thì từ xưa đến thì đời thứ ba thôi, chứ có phải thứ tư, thứ năm, thứ sáu như ở địa phương đâu mà có các cụ cao tuổi. Như chúng tôi là cái thế hệ bây giờ ngoài 70, cụ nào thì nhiều, trước thì 80. Cho nên chúng tôi tổng kết vừa rồi là trước khi có cái công văn là mừng thọ hạn chế thì cũng chỉ được độ hơn 20 cụ. Đấy, nhưng mà trong 20 cụ đây bây giờ là 90, 95 và 100 là không có cụ nào. Thế thì công tác tư tưởng làm sao giải thích cho các cụ thông cảm, chia sẻ cái đó. Hay về cái khuyến học, trước đến các cháu đỗ đại học rồi các cháu học tập là sinh viên, học tập kết quả giỏi xuất sắc đều được thưởng. Bây giờ chỉ có mỗi hai đối tượng, một là tiến sĩ, hai là các cháu đạt cái thành tích cấp quốc gia quốc tế. Thì tôi nói thật, như chúng tôi theo dõi có những quận huyện 10-15 năm nữa chưa có cháu nào là tiến sĩ. Tôi nói thật, tôi cũng ở bên Gia Lâm thì không, các bạn nói là cứ xem cái họ Dương chúng ta ngay cái xã Hà Nội chúng tôi 20 năm chưa có cháu nào là tiến sĩ, thì đấy đâu được hưởng thụ. Thế thì cái đó cũng nên là có cái làm công tác tư tưởng như thế nào. Ngày nay tôi cũng suy nghĩ là cái nguồn kinh phí, nếu mà họ Dương Việt Nam có khó khăn chúng ta chia sẻ, nhưng cái nguồn kinh phí ở đây trong cái báo cáo công tác 6 tháng cuối năm vận động các doanh nghiệp cố gắng ủng hộ để thực hiện mừng thọ các cụ 70 và 75, thì tôi thấy là ngay như hội đồng dân thành phố Hà Nội chưa thực hiện được cái đó, phấn đấu sẽ thực hiện. Cho nên cái chính ở đây là các cơ sở
cơ sở đây ở đây phải nói là các xã các phường là cái chính, chứ còn trông chờ vào quận huyện và tổ chức được như cũ như các đối tượng cũ thì rất là khó, cho nên là tôi cũng suy nghĩ là nên có cái chỉ đạo của Hội đồng Dương thành Con Đôi phát huy cái sức mạnh cấp cơ sở. Chúng ta chỉ đạt được vấn đề cấp sở, tức là cấp phường, cấp xã, vận động thì bà con chắc từ đó có. Vì bất kỳ một cái xã phường nào, cái hội khuyến học người ta cũng làm được, thì cái họ chúng ta cũng học tập ở đấy. Chứ trông chờ vào trên thì bây giờ là khó khăn chung, thì sẽ là khó. Cho nên là tôi cũng muốn là qua cái buổi hôm nay, thì mong rằng Hội đồng Hòa Dương thành phố Hà Nội có cái chỉ đạo sát sao hơn nữa để thực hiện làm sao mà đừng có cái hấp hụt. Vì trong cái hoạt động của Dương nói chung ấy, thì công tác mừng thọ kết hợp thiên tài là cái bề nổi. Thế bây giờ không có cái đó nữa thì là cái hoạt động mà nó sẽ hạn chế. Mà người ta nhìn vào, các họ nhìn vào và tự thấy là cái công tác kết hợp thiên tài mừng thọ của Dương Việt Nam chúng ta là rất là tốt. Thế bây giờ cái đối tượng hạn chế thì thấy là cái suy nghĩ, cái tâm tư, tình cảm của bà con dân nói chung là quay ngược. Thì làm sao Hội đồng Dương thành phố cũng có cái chỉ đạo sát sao để thực hiện thế này. Thế sau đây thì cuối cùng xin chúc tất cả các vị khách quý, các vị đại biểu lời chúc sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Dương Văn Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Hòa Dương Ba Đình Cầu Giấy. Cũng là ý kiến của bác Hải lúc trước thì là về phía tổ chức họp hội đồng này là đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022 thì đã có cái nội dung đánh giá về kết quả tổ chức đại hội từ đại hội điểm cho đến giao cuối cùng về những thân trị của Hoàng Dương Tây Hồ. Thế nên đó là đã đánh giá được trong hoạt động thực hiện cái sự chỉ đạo hay là sự hướng dẫn của Hội đồng Việt Nam. Và Hội đồng Hòa Dương Hà Nội đã căn cứ vào các cái tờ trình của các ban, các câu lạc bộ đã phê chuẩn các cái chức danh thông tin cho các quận huyện, cho các ban, các câu lạc bộ, thì cái này đã hoàn thiện trong về mặt các cái thủ tục đánh giá như vậy. Ở đây thì cũng là xin được giải thích như vậy. Thế còn các cái nội dung chia sẻ ý kiến của bác Tịnh, chúng tôi rất thấy là đồng tình, tức là không phải là năm nay mà những năm trước thì cái yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Hòa Dương Hà Nội cũng như các quận huyện là làm sao để thúc đẩy vận động tuyên truyền các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để ủng hộ cho cái quỹ của Hội đồng Hòa Dương các cấp cũng như là cái quỹ của Hội đồng Hòa Dương Hà Nội để làm sao thực hiện được cái việc tổ chức mừng thọ vinh danh các gia đình tiêu biểu cũng như là các cái mừng thọ cho các cụ mà dưới cái mức mà họ Dương Hội đồng Hòa Dương Việt Nam đảm nhiệm thì hiện nay thì đúng là ta cũng chưa được. Đấy là một cái điều rất khó khăn. Nhân cái lúc mà năm nay đang có những cái chủ trương mới của Hội đồng Hòa Dương Việt Nam điều chỉnh đấy, thì cũng đề nghị với các Hội đồng Hòa Dương các quận huyện và đặc biệt là những cái bất tiện của Hội đồng Hòa Dương cấp cơ sở phát huy cái vai trò của mình ở tại các cơ sở, động viên khuyến khích tuyên truyền và làm sao mà có những cái tổ chức mừng thọ các cụ kính lão các phó với những người được vinh danh khen thưởng ở các hội đồng cơ sở. Đấy là chúng tôi thấy là ý kiến của bác tỉnh vậy. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bác, anh các chị, Hội đồng Hòa Dương Hà Nội trong 6 tháng vừa qua cũng đã hoàn thành được rất nhiều nội dung công việc, có những công việc hoàn thành xuất sắc, thì cũng được sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn của Hội đồng Hòa Dương Việt Nam và đặc biệt hôm nay cũng Dương Dũng đã đến dự và đã tham dự hội nghị. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Dương Dũng
phó chủ tịch hội đồng bảo dưỡng Việt Nam để động viên định hướng cho hoạt động hội đồng bảo dưỡng Hà Nội trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời ông.